Alo, alo. Alo, alo. Alo, vâng, chúng ta cùng đến với buổi tường thuật trực tiếp của GameTV.vn. Ngày buổi đấu hữu giữa Team Thái Bình và Team Hà Nội. Bây giờ thì Việt BM vẫn chưa xuất hiện trên bản đồ. Dường như Việt đã bị defeat. Và thông tin báo về thì dường như tối qua Việt đã có một buổi đấm máu gì đây đâu rồi. Chính vì thế mà bây giờ thì anh vẫn chưa thể dậy được. Hơi ban căng dành cho game thủ Việt BM. Vâng, bây giờ thì ai biết Việt ở đâu vui lòng báo tin cho Việt luôn và gọi Việt dậy. Nếu không thì thực sự là cũng rất khó khăn để có thể diễn ra được kèo 4-4. Thì bây giờ còn thiếu mỗi người chủ lực của Team Thái Bình, đó chính là Việt BM. Vâng, kèo 22 ngày hôm nay diễn ra với cái cặp đôi Hưng Nhổn và Dũng Con thi đấu với Hoàng Mai Nhi và Duty. Và đây là cũng là một kèo đấu thực sự là hơi khó cho các cầu thủ phía Team Thái Bình, khi mà Hoàng Mai Nhi bây giờ điểm rơi phong độ là cực kỳ cao và phong độ của Hoàng Mai Nhi vẫn luôn được giữ rất tốt ở trong những trận thi đấu trước, như ở thời điểm hiện tại Hoàng Mai Nhi vẫn luôn là sát thủ. Dũng Con trận đấu này được cầm AC, Hưng Nhổn được cầm Choi Son, và đây là một bài AC cũng khá giàu. Vâng, dưới mép bản đồ kia có một đôi voi thì đã bị mất một con rồi, dường như đã bị đối phương câu. Và Dũng Con nên cần phải xem nhà của anh cạnh nhà nào để có thể biết những phương án và có thể đưa ra những chiến thuật hợp lý hơn. Màn hình máy của game thủ Gunny, chúng ta cũng đến với Gunny với một cái bài cũng đang khá nhiều voi, nhưng có một con voi chết hơi xa với nhà chính nhà mình, một chiếc BB đóng để có thể khung nhà mình vào. Rất tiếc là hai bãi vàng lồi ra ngoài chứ không phải hai bãi vàng ở bên trong. Hai bãi vàng ở bên trong thì đấy là một điều gì đấy cực kỳ đẹp. Vâng, tôi vẫn chưa kịp nhìn quần các cầu thủ phía Team Hà Nội trong trận thi đấu này. Con voi thứ ba đang được câu về với nhà chính nhà của Hưng Nhổn một cách cực kỳ tốt. Chúng ta có thể thấy đã nằm sát cạnh nhà chính nhà Hưng Nhổn luôn. BM sẽ cạnh BB, hoặc là BM ở đây, BL sẽ cạnh BB. Đóng thế nào cũng được, nhưng đóng BL cạnh BB sẽ hợp lý hơn. Rất tiếc là vàng nhân đôi, nhưng lại là vàng nhân đôi ở vàng nhân đôi ở ngoài chứ không phải ở bên trong. Đừng. Vâng, lại nhầm rồi. Vâng, Hưng Nhổn dường như anh vẫn đang hơi cóng. Vâng, thời tiết lạnh ở Hà Nội vẫn đang khiến cho hệ game thủ Hưng Nhổn khá cóng. Và bây giờ thì anh bắt đầu cắt dân ra để có thể ăn bãi vàng ngoài rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem.
cùng đánh hương nhổn là ai. Một bãi vàng rất đẹp, chúng ta có thể thấy một chiếc BS và hai chiếc BE đã là kín rồi. Tuyệt vời. Dựa do chuẩn bị được sinh ra. Vẫn còn một cái lỗ nữa ở cạnh cánh rừng dừa. Vâng. Bây giờ thì ngựa giò bắt đầu đẩy đi và nhà bên cánh nhà của game thủ hương nhổn là ai. Đầu cô của bạn đang có một điểm số khá cao. Vâng, bây giờ Tuti đã xuất hiện tại nhà game thủ hương nhổn rồi. Bài này mà hương nhổn khỏe ra được và có ra được ruộng. Và hai lần sóc đều thì đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời. Một pha vé rất nhanh tay đến từ game thủ Bòi Bướng Bình. Không biết Bòi Bướng Bình trận này anh cầm quân gì. Vâng, thông tin các khán giả báo về là Yamamoto thì dường như Hoàng Mai Nhi là người cầm Roman rồi thì phải. Vâng, Choi Son đối đầu với Yamamoto không phải là một điều đơn giản cho game thủ Gunny. Lên đời xong phải đắp ngay vội vàng một cái nhà BP. Rất hay, game thủ Hưng Nhổn đã bắt đầu có một cái nhà BP rồi. Vâng, đã ăn được 3 dân đến từ game thủ Bòi Bướng Bình. Vâng, bây giờ thì cẩn thận với con người chém. Rất đau đầu với những con người chém với từ Yamamoto khi Yamamoto cũng được khả năng vắt chém cực kỳ đều. Bây giờ thì bắt đầu xóa ruộng. Vâng, một chiếc ruộng hơi lỗi và đen luôn. Hưng Nhổn đang rất phiêu. Ngày nay anh có điều kiện. Như thế mà những cái thao tác đen ruộng không có gì là quá khó hiểu. Vẫn tiếp tục xóa ruộng rồi. Màn hình máy game thủ Kiều Bạch Long anh đã chết chưa? Như vậy là game thủ Bòi Bướng Bình đã tàn cánh ở nhà game thủ Chúng Con rồi. Một trận đấu với Chúng Con nên lên đời rất muộn. Chính vì thế mà thực sự đây là một điều khó khăn dành cho anh. Hoàng Mai Nhi cũng đã bắt đầu có những con chém và hầu như có cả quẩy lên đến những bãi quẩy lên đến bãi gỗ của game thủ Chúng Con rồi thì phải. Đúng rồi. Vâng, Hoàng Mai Nhi đang quẩy một cách cực kỳ cũ. Chúng Con bây giờ anh có bánh xe. Một trận thi đấu quá khó khăn và tù tì sẽ cố gắng. Và mình máy của game thủ Hưng Nhổn anh vẫn đang được thủ của Y để có thể chống lại với một bài dummy đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi hoặc game thủ Tù Tì. Vâng, trận thi đấu này thì có lẽ Hoàng Mai Nhi sẽ là người dummy để cho Tù Tì sẽ là người chuyển cung A để có thể chế lại những cái bài nở cung của game thủ Chúng Con. Trận thi đấu đầy khó khăn. Chúng Con đã khá phế rồi. Bây giờ có xuất hiện 1-2 con cung R đi bắn vào bãi vàng bo nhỏ của game thủ Hoàng Mai Nhi. Chúng ta có thấy cái độ tinh tế đến từ game thủ Chúng Con khi mà anh có một bài AC không thể lên đời sớm. Nhưng bây giờ anh vẫn đang khiến cho game thủ Hoàng Mai Nhi đầy khó chịu. Và giò có lẽ sẽ nằm xuống rồi. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể vào được bãi gỗ cũng như cũng chưa thể vào được bãi ruộng của game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi được mang đến người đầu tiên. Bây giờ thì hai nhà chỉ cần đấy là bơm đồ cho game thủ Bòi Bướng Bình của Bòi Bướng Bình. Đấy là một chiến thuật mà thật sự khó cưỡng. Thái Bình đánh giáp với những con đi của mình. Bây giờ lại tạt sang nhà tiếp theo, đó nhà của game thủ Bòi Bướng Bình. Rất tốt. Vâng, lọt rồi. Nhưng mà chúng ta có thấy Bòi Bướng Bình quản lý bản đồ một cách cực kỳ tốt. Quản map cực hay. Không biết Bòi Bướng Bình đã đóng BA chưa? Yamamoto đóng BA rồi. Đấy là một điều cực kỳ khó khăn bởi vì Roman sẽ là người bơm đồ cho Yamamoto để có thể Yamamoto có thể chảy những con cung gà. Roman nó có những khoảnh dụng to, Yamamoto cũng thế. Và đây thực sự là một điều bất lực dành cho các hai cái thủ phía team Thái Bình. Chúng Con bây giờ anh đang đi bắn phù thủy. Vâng, vẫn giữ được một cái tham như này là tốt lắm rồi. Bốn cái ruộng ở cái map 22 thì cái việc biên hoa cũng là cực kỳ khó khăn. Bất cứ một nhà nào bung nhà cũng đều là một bất lợi. Như thế mà Chúng Con bây giờ anh làm gì để có thể chắc chế những cái bài như này đây. Điên hoa thì rất khó bởi vì hai nhà kia là hai nhà chém. Hoàng Mai Nhi và Thu Ti đều những người quản lý bản đồ con cực kỳ hay. Và mình máy game thủ Gunny 38-48. Như vậy Yamamoto đã bắt đầu đóng A rồi. Nhưng bây giờ thì làm sao mà có thể khắc chế một bài Yamamoto như này đây. Rất khó. Nhưng bánh xe đã. Và không nổ cái nhà BE này. Hôm nay cái thủ Gunny đang nở ra một cách cực kỳ tốt. Nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy Yamamoto vẫn đang còn những con nông dân và những con chém đang quẩy khắp nơi trên bản đồ. Vâng, bãi vàng của Yamamoto kia. Chúng Con nó bắn hết phù rồi. Chính vì thế mà cái thủ Gunny đang rất tự tin để có thể dummy vào nhà của thủ Bòi Bướng Bình. Vào thôi. Vào tên này vào được.
bên nhổn đang còn khá đông chém, và bây giờ thì Yamoto đang bắt đầu phải chạy dần. Chúng ta có thể thấy bên nhổn đã bắt đầu phải chạy dần rồi, rất hay. Roman và Yamoto bây giờ bơm đồ lại cho game thủ Hoàng Minh, bơm đồ để cho game thủ giúp con, có thể hồi. Còn bốn ba thì game thủ bên nhổn rất to, và bây giờ nhà của game thủ quay đúng mình đã bắt đầu loạn hết lên rồi, nhưng mà Hoàng Minh đang chăm cứu. Đây là tôn ký và thực sự là khá chất lượng với từ game thủ Hoàng Minh, đang còn rất đồng quần. Vâng, L3 rất hay, cần có những tên chém 4. Như vậy là cái thủ hướng nhổn nó bắt đầu nâng chém 4 luôn. Và hình máy cái thủ tiểu Long anh đang rảnh tay và hồi tham, anh đang đi quấy lại nhà Hoàng Văn Nhi. Khi Hoàng Văn Nhi anh đang sang cứu nhà cái thủ Bo Hướng Bình. Trận này vẫn có cửa thắng các cái thủ phía Đinh Thái Bình. Nếu chúng còn tụ được những kích cung to, chỉ cần chúng còn tụ được những kích cung to thôi. Đây là màn hình máy của cái thủ hướng nhổn. Hướng nhổn đang có một trận thi đấu quá tốt. Team ngày hôm nay anh đang cực sung. Vâng, bơm đồ xuống con để chúng con lại tham, và bây giờ với trên thủ hướng nhổn anh cứ vắt chém bình thường thôi, chém cũng chuẩn bị được chém 4. Hoàng Minh cũng đang xế dần được thời gian. Vâng, tham lai mình lại đang đè lên thì mình em ô tô dường như không quá to đâu. Chúng ta có thể thấy hoàng Minh bây giờ anh đã bắt đầu chết khá nhiều dân rồi. Hoàng Minh cũng đã trong thời điểm yếu, và bây giờ thì đây là bãi quả, và liệu rằng có ai đang ăn không? Không phải, không có ai đang ăn ở đây cả. Bây giờ thì nhổn vẫn đang vắt chém một cách cực kỳ trâu. Vâng, màn hình máy game thủ và hướng nhổn đã bị đẩy rồi. Một cái cung Nga như vậy là đây một tên cung Nga mà hướng nhổn sẽ có lợi thế, thì mà anh sẽ bắt được. Tên cung Nga đẩy hơi mong manh của game thủ Tuti. Vâng, bây giờ thì những giờ chém sẽ để bắt. Tuti đã có một trận đấu chuyển cung Nga hơi chậm. Vâng, một tên chuyển cung Nga hơi chậm của game thủ Văn Đi. Chuyển cái đủ PT, chuyển sớm hơn cực kỳ khó. Nhưng bây giờ thì game thủ và Tiểu Bạch Long anh đang vừa bị chết dần, hơi đau. Tôi chết dần thực sự hơi khó hiểu của game thủ chúng con. Chúng con là người quản lý mạng con cực kỳ tốt, không bao giờ chúng con có khái niệm đeo tai nghe, thì cả đánh solo cũng vậy. Đánh solo bất cứ một thể loại gì chúng con đều không đeo tai nghe, anh là người có khả năng quản lý bản đồ con cực kỳ hay, và những người có khả năng quản lý bản đồ con tốt mới là những người cầm chủ lực, là những người có thể cầm được chủ lực một cách hoàn hảo. Bây giờ chúng ta sẽ đến màn hình máy của Bunny thôi. Nhà Yamoto đã quá lủng rồi, chúng ta có thể thấy nhà Yamoto đang cực kỳ lủng. Một cái bài Yamoto dường như đã hơi chủ quan. Bây giờ lại nhồi đồ chúng con để cho chúng con có thể nở hàng tốt hơn. Chơi chết nhà Hoàng Mai Nhi trước đã. Cứ tưởng là nhà chúng con chết rồi, nhưng hóa ra bây giờ thì Hoàng Mai Nhi mới là người chết. Vâng, chúng ta quay lại màn hình máy của Tiểu Bạch Long. 36-48, bây giờ Tiểu Bạch Long đã bắt đầu khung nhà mình vào rồi. Rất hay. Anh vẫn đang bị hai con chém lọt vào. Vâng, tôi cứ tưởng là chúng con anh nhìn được những cái lỗ hở này rồi, hóa ra là anh vẫn chưa thể bo kịp được vào. Bây giờ thì vâng, bây giờ chúng con anh đang phải về cứu nhà cái thủ Gunny. Đây rồi, sẽ là những tên phối hợp cùng bắt quân. Vâng, đến màn hình máy chúng con để theo dõi tên này rõ hơn. Vẫn chưa thấy cung Nga đối phương xuất hiện, dường như Tuti đã giật lại tên cung này rồi, đứng lên đồi. Chúng ta có thể thấy đây là cung RAC và chém 4. Rất trâu chém đến từ game thủ vào. Rất trâu chém đến từ game thủ hướng nhổn. Và đỉnh máy game thủ hướng nhổn xem có tươi được không. Như vậy là tươi rồi. Tươi được, tươi này chém tươi. Chúng ta có thể thấy 41/60 là thằng này đến từ game thủ Gunny. Không như vậy, độc cô của bại resign. Không ngờ đây là một trận thi đấu có thể giành chiến thắng cho các cái thủ bên phía team Thái Bình. Quá khó hiểu luôn. Một trận thi đấu mà Dũng Con cầm Asidian đã chết ngay từ đầu, và Gunny cũng lên không hề sớm so với Yamoto. Nhưng đây là một trận thi đấu mà Gunny đã thi đấu quá hay. Một mình anh chơi chết cả hai nhà luôn. Bơm đồ được cho Dũng Con để Dũng Con anh có thể nở tham. Và thực sự không thể tin nổi tại sao lại có thể giành được một chiến thắng. Gunny còn lên muộn hơn cả Yamoto. Và Dũng Con là người lên muộn nhất bản đồ. Và Dũng Con anh đã chết hẳn. Khi mà tham thì còn có 18 hay 19 gì đấy thôi. Đóng một nhà sóc đều. Thật sự là không thể tin nổi.
Và Hưng Nhổn dường như hôm nay anh đang quá sung. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Trận thi đấu thứ hai ở trong xê đấu đầu tiên. Tỷ số đang là 1-0 cho các cái thủ bên phía team Thái Bình. Yeah.